Bữa nào cũng như bữa nấy, nhà mình lúc nào cũng phải có 5-3 kg măng cụt nha. Từ nay mọi người hay gọi ba tụi hơn là chú hứa thể măng cụt. Mình thì đam mê sầu riêng, còn ba tụi hơn thì đam mê măng cụt. Bởi vậy hai vợ chồng mình mà đi chợ là lúc nào cũng mang về sầu riêng với măng cụt hết trơn. Tính ra cái trái măng cụt này người hàng ai ăn rồi cũng khen ngon hết trơn luôn. Bữa mình mua cho bà nội tụi hơn 4 trái 200 cành ăn thử á, mà đâu có nhiều đâu, phải chi mà về mùa này là ăn đã luôn rồi. Cái bữa mình gần về mới bắt đầu vô mùa trái cây, phải biết vô mùa trái cây là mình về trễ trễ hơn chút xíu nữa. Nhà ngoài mình có một loại trái trồng mà không có cần chăm gì mà nó cũng tự có khế ngọt. Đó là bà ngoại mình trồng khế ngọt mà ba tụi hơn ăn la chua nha. Rồi bỏ qua trái khế đi, giờ thì mình sẽ đi hái xả làm món cá lô kiến hấp xả cho ba tụi hơn ăn thử. Ở bên hàng làm gì có cái món cá lô kiến hấp xả này để ăn đâu mọi người. Về Việt Nam không thử cái món này thì quả thiệt là một thiếu sót luôn. Mấy cái cây ớt hiểm trước nhà này có bọn mình mới hao này. Mình hái 4 trái ớt vô làm chén muối ớt chanh hơi cay cay để chút nữa chấm cá ăn nha. Thằng tụi hơn này nó đứng giỡn với ớt hiểm lặn hồi thấy ông nội luôn nè. Ngoại mình là đồ cổ nhiều lắm, cái trà đâm tiêu này là một trong những đồ cổ ngoại mình có đó. Nhìn cái chén muối vừa đâm xong đổ mồ hôi miệng luôn. Bữa về xách đồ lủng củm nhiều quá, mình không có mang cái hồng sâm này về. Vừa về tới Việt Nam là mình order bên chị Tú liền luôn. Mới có mấy ngày là có à mọi người. Đây là hồng sâm chua chua cho bé của hàng. Mà cả nhà có nhớ là tụi hoa uống ở bên hàng không? Cái này uống giúp tăng cường sức đề kháng. Trẻ nào mà còi cọc đề kháng yếu hay ốm vặt, biến ăn thì bổ sung thử cái hồng sâm chua chua này nha. Tại vì tụi hoa nhà mình từ khi mà bổ sung cái hồng sâm chua chua này á, trộm bé sụt xịt nó cũng bớt, ốm vặt nó cũng bớt luôn. Vị thơm ngon rất là dễ uống, cả tụi hoa hay là mấy bé ở nhà ngoài mình đứa nào cũng thích hết trơn luôn á. Cái này ở Việt Nam mình phải đặt của cô Tú ship cho liền, bỏ vô ngăn mát tủ lạnh uống rất là tốt luôn. Một ngày uống 1-2 gói đều được nha. Mọi người muốn mua hồng sâm này á, thì mình sẽ để link ở dưới comment cho mọi người nha. Tụi hoa nhà mình nó kéo dài hơi là giác bịch luôn á mọi người. Sau một hồi chờ đợi á thì cái nồi cá lô kiến hấp xả của mình cũng đã chín. Trời ơi, chứ không tâm gì kìa. Không phải là mình không nói mà là chưa kịp nói nha mọi người. Ba tụi hoa quá nhanh, quá nguy hiểm. Giờ mình sẽ cho cá lô kiến ngay dĩa, mời mọi người ăn chung với cả nhà mình nha. Ok. Nước trắng thì nó còn không phù hợp.